Hôm qua mình làm món cháo chiên, có rất nhiều bạn vô comment là hỏi mình làm như thế nào, thì hôm nay mình sẽ làm lại cho các bạn cùng xem luôn nha. Thì đầu tiên mình có 5 gói cháo nè, một cho một gói hạt nêm vô, một muỗng đường, rồi mình rưới nước sôi vô, rưới từ từ vậy đó. Xong mình cho một quả trứng, thay vì cho ớt bột thì mình sẽ cho tương ớt cho bé nhà mình dễ ăn hơn. Thì mình cứ nhồi hơi dẻo, cái mình cho bột chiên giòn vào thì mình cũng nhồi tiếp. Nhồi khi bạn nào mà không muốn bị dính tay á, thì thấm dầu vô lòng bàn tay á, sẽ dễ nhồi lắm. Giờ mình đi chiên trứng nè, hôm qua có bạn kia gợi ý với mình là nếu mà có trứng chiên ở trong chắc ngon lắm. Hôm nay mình làm thử nè, cũng dễ dò lắm các bạn, không có bị vỡ nha. Đó, giờ dò xong nè, đi chiên không có trái nào bị vỡ luôn mà rất là giòn luôn. Bạn nào làm theo công thức của mình là ngon lắm á. Hai bé nhà mình á, một dĩa như vậy đó mà ăn chưa đầy 5 phút nó hết trơn luôn.